Theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày 6 tháng 11 đến 16 giờ ngày 7 tháng 11, cả nước tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới COVID-19 tại 56 tỉnh, thành phố, trong đó có 3.332 ca ghi nhận trong cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 6 tháng 11 đến 16 giờ ngày 7 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 7.646 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 15 ca nhập cảnh và 7.631 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày, có 1.301 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm 61 ca tử vong được ghi nhận. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 968.684 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 840.402 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình nhiều địa phương có số ca mắc mới tăng cao, thành phố Hồ Chí Minh vừa kích hoạt 40 trạm y tế lưu động, đồng thời hình thành các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kiểm soát dịch bệnh COVID-19. 40 trạm y tế lưu động vừa được kích hoạt sẵn sàng hỗ trợ quận huyện chăm sóc và quản lý F0 tại nhà. Các bệnh viện công lập và tư nhân sẽ luân phiên bác sĩ, điều dưỡng đến công tác tại các bệnh viện dã chiến thành phố, đặc biệt bệnh viện dã chiến 3 tầng, củng cố và duy trì đơn vị hoặc khoa COVID-19 để sẵn sàng tiếp nhận F0. Các bệnh viện tầng 3 sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân chuyển lên từ tuyến dưới. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng thành lập các đội phản ứng nhanh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đảm trách. Hiện nay tại các tỉnh giáp danh với Tuyên Quang như là Hà Giang, Phú Thọ, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên tục tăng. Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng đã ghi nhận có ca mắc mới trong cộng đồng. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine chỉ chiếm 8,8%. Nguy cơ bùng phát dịch là rất cao. UBND tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch để giữ vững thành quả và thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh. Tỉnh Tuyên Quang kiểm soát chặt chẽ người đến, về và đi qua địa bàn tỉnh từ 18 giờ ngày 6 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Đối với người đến lưu trú trở về tỉnh, phải khai báo y tế và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định. Người về từ vùng 1, vùng 2 của tỉnh Hà Giang và những người có biểu hiện nghi nhiễm hoặc có nguy cơ cao phải cách ly tập trung ít nhất là 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã cho phong tỏa tạm dừng hoạt động nhiều khu chợ khi có liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Từ ngày 7 tháng 11, khu vực chợ Con, phường Quang Trung và chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới do có liên quan đến một ca mắc COVID-19 đến khu vực chợ này vào ngày 5 tháng 11. Hiện toàn bộ khu vực bên trong và xung quanh chợ đã được phun khử khuẩn. Thưa quý vị, sau hơn một tháng, Long An áp dụng biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Toàn tỉnh Long An với khoảng 90% trong tổng số 13.400 doanh nghiệp hoạt động trong 16 khu, 32 cụm công nghiệp và các khu kinh tế đã hoạt động trở lại với hơn 200.000 lao động. Hiện đã có khoảng 70 doanh nghiệp hoạt động tại 16 khu công nghiệp phát hiện ra 1.020 công nhân mắc COVID-19. Qua hơn một tháng, Long An cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất tiếp tục gánh thêm gánh nặng là dịch bệnh liên tục phát sinh trong doanh nghiệp. F0 ghi nhận tại doanh nghiệp thì địa phương nơi lưu trú không được tiếp nhận cho về nhà cách ly theo dõi sức khỏe. Công nhân đã đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ, nhưng khi mắc bệnh thì không được thanh toán chi phí điều trị. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Long An đang tính toán phương án ưu tiên F0 cách ly tại nhà nếu gia đình đủ điều kiện. Tỉnh sẽ đảm nhận chăm lo điều trị F0 ghi nhận tại doanh nghiệp khi đã chuyển đến các khu cách ly điều trị. Vấn đề cấp xã còn phản ứng chậm, chưa phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý F0. Ngành y tế địa phương khó liên lạc, đã được lãnh đạo tỉnh yêu cầu chấn chỉnh ngay, sẵn sàng để điện thoại hotline và phải có người trực bắt máy. Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố chỉ có duy nhất huyện Ba Vì cho học sinh khối lớp 9 trở lại trường từ ngày mai, mùng 8 tháng 11, đồng thời các trường đưa ra phương án mở cửa, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, diễn tập các kịch bản, tình huống để có thể sẵn sàng trong trạng thái tốt nhất đón học sinh. Trường Trung học cơ sở Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mỗi học sinh đến cổng trường được hướng dẫn chỗ để xe, đo thân nhiệt, khử khuẩn, giãn cách trước khi vào lớp học.
Dù rất mong đợi ngày được đón học sinh quay trở lại trường và luôn trong trạng thái sẵn sàng, nhưng để đảm bảo an toàn cao nhất cho học sinh, 31 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì đã được tập huấn toàn bộ quy trình đón, giảng dạy học sinh khi quay trở lại trường. Thật sự là em rất là vui bởi vì là sau 7 tháng không được trở lại trường thì trong cái quãng thời gian học online thì có rất là nhiều khó khăn. Và bọn em thì tất cả bọn em ai cũng mong được trở lại trường để được tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới nữa. Hôm nay thì bọn em đã được tập huấn rồi nên là bọn em sẽ cố gắng để thực hiện theo sự chỉ đạo của thầy cô. Trường cũng tổ chức triển khai họp phụ huynh học sinh đến từng các khối lớp để chuẩn bị phối hợp với phụ huynh hướng dẫn cho các con thực hiện tất cả các cái bước khi đến trường, trước khi đến trường như thế nào và đến trường như thế nào để phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác thực hiện hai nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch hiệu quả và vừa tổ chức tốt các hoạt động giáo dục. Ngoài việc tập huấn mẫu, mỗi trường sẽ tổ chức lại một lần nữa tại cơ sở để rút kinh nghiệm. Từng góc sân, một bộ bàn ghế đều được chuẩn bị chu đáo. Đối với giáo viên thì rất là háo hức khi mà một thời gian dài không được đến trường, hiện nay có cơ hội được đến trường để giảng dạy thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời. Còn đối với phụ huynh học sinh thì cũng có trao đổi qua, cũng tìm hiểu thì cũng phụ huynh thì cũng rất mong là con đến trường để đảm bảo cái công việc học tập của các em. Đối với huyện chỉ đạo tập trung tăng cường đối với việc là bố trí sắp xếp cán bộ của các thị trấn, các xã, kể cả lực lượng hội, các lực lượng khác để hỗ trợ cho các thầy các cô trong cái việc tập trung làm sao chỉ để dành cho các nhà trường, các thầy các cô phục vụ cho chuyên môn. Thế còn công tác chuẩn bị ngoài trong nhà trường để đón các cháu thì là giao cho các lực lượng của xã thị trấn hỗ trợ cho nhà trường. Mỗi xã của huyện Ba Vì sẽ chọn một trường trung học cơ sở để mở cửa đón học sinh khối 9. Học sinh các khối còn lại tại huyện Ba Vì và 29 huyện thị xã khác tiếp tục học trực tuyến. Học sinh mầm non vẫn nghỉ học. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường sẽ chia đôi số lớp học để dạy hai buổi. Lớp nào quá đông, trường sẽ chia đôi sĩ số. Ngay khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, các địa phương đã nhanh chóng cập nhật số liệu, tập huấn để khi có vaccine sẽ tiến hành tiêm ngay cho trẻ, với mục tiêu trên 95% trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm chủng đủ mũi vaccine ngừa COVID-19. Theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế, thì hiện Hà Nội đã hoàn tất khảo sát ý kiến phụ huynh về việc tiêm vaccine cho học sinh. Thông tin Hà Nội sẽ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi để từng bước mở cửa trường học khiến gia đình chị Trần Thị Vân khá vui mừng. Sau khi đọc xong các thông tin về đăng ký tiêm chủng, chị đã quyết định đồng ý cho con gái tiêm phòng. Bởi theo chị, vaccine sẽ là một tấm lá chắn giúp con an toàn hơn trong mùa dịch. Quan điểm của tôi thì tôi rất mong muốn cái điều đó. Bởi vì là bây giờ dịch bệnh thì không biết đến bao giờ nó kết thúc. Thì bắt buộc là mọi người chúng ta cần phải tiếp cận đến vaccine. Để sống gọi là miễn dịch cộng đồng thôi, để trở lại cái cuộc sống cũng như các con trở lại cái trường học của mình cho nó bình thường trở lại. Hiện có 850.000 học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đang trong độ tuổi tiêm vaccine COVID-19, trong đó có 350.000 là học sinh lớp 10, 11, 12. Qua khảo sát, gần 77% phụ huynh đồng ý cho con đi học, còn trên 23% thì vẫn lo ngại do các em chưa được tiêm vaccine. Theo tôi được biết, thì vaccine Pfizer là đã được FDA phê duyệt cho lứa tuổi từ 12 cho đến 17 tuổi. Do đó, tôi cũng tin tưởng vào FDA và Tổ chức Y tế Thế giới. Sau đó, tôi hoàn toàn yên tâm khi mà cho con mình được tiêm vaccine. Tôi thì cũng rất là mong muốn được nhà nước cũng như là các ban ngành sẽ tiêm sớm nhất có thể cho các con để các con có thể quay lại trường vào một ngày gần nhất để cho có một cái gì đấy nó đảm bảo hơn và mình cũng cảm thấy là cũng yên tâm hơn khi các con quay lại học. Vì chưa được đến trường nên em cũng chưa được trao đổi với giáo viên nhiều, nhưng ở nhà thì bố mẹ đã phổ biến cho em và cô giáo chủ nhiệm cũng đã đề cập đến một số vấn đề về tiêm chủng như thế và em cũng cảm thấy yên tâm và em muốn được tiêm sớm để quay trở lại trường sớm với các bạn ạ. Chúng ta xác định không thể zero COVID, do vậy
An toàn ở đây là kiểm soát được, bảo vệ được sức khỏe cho học sinh và cho cộng đồng. Dự kiến Hà Nội sẽ lên 2 phương án để triển khai tiêm vaccine. Nếu học sinh đi học đầy đủ, Hà Nội sẽ tiêm cho học sinh tại trường học. Trường hợp dịch diễn biến phức tạp, thành phố sẽ triển khai tiêm ngay tại cộng đồng.